Banner Sao Win và Furina, banner nửa sau của phiên 4.7 mọi người ạ. Ta đang có 235 rune. Hiện tại Furina đang có là C0R1 rồi, nên là với hơn 200 rune đó, mình mong muốn là sẽ ra ít nhất là 2 Furina để mà cô nàng này có thể lên C2, cũng như là còn bao nhiêu rune thì sẽ búp lắc cho banner của Sao Win gọi là sưu tầm quân này. Không biết là bài với 200 hơn đấy có ra nổi 3 nhân vật 5 sao không nhỉ? Có đấy, không sao cả. Bắt đầu búp lắc nhá. Rồi. Bắt đầu thôi nhỉ. Thế nào? Một nốt đi cho đủ 5. Đấy, đỡ phải mối không? Ok, 240. Vô. Tất nhiên không ra rồi, ra thì éo được thì một lần. Có nha. Tiếp về. Ây cha. Ê khó nha. Lại nuôi heo ạ. Lại nuôi. Chẳng lẽ muốn tôi nuôi heo lên. Đừng lệch nhá. Đừng nha. Furina C2 nha. Atashi wa Dishya. Anta no yatoitagatteta yōhei da. Sate. Donna irai. Ui. Má. Má. Không sao, ta Furina cũng được. Không được rồi. Lại nuôi heo ạ. Vãi trưởng thật. Tiếp về. Ây chà. Lại nuôi heo. Nuôi heo. Đây à. Ui mẹ toàn cấm trọng kiếm ạ. Chết rồi, tôi cần kiếm đơn không ơi. Hai Furina này. Ui. Uầy. À Noel điểm rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Uầy tiêu mẹ 200 bao nhiêu. Uầy tiêu 240. Bây giờ tiêu 80 rồi mà cho chưa ra. Khả năng mẹ sai win chắc bị ra gì rồi. Có đấy nhở. Vãi nồi. Đùa. Nào. What the fuck? Nào, ai chơi thế? Hai Furina. Hai Furina. Đại Furina chắc rồi nhưng mà các bạn là hai này. Biến nặn ra hai này. Nặn ra hai này. Lại gaming. Sao toàn trọng kiếm nhỉ? Ờ chắc chắn ra rồi này. Một Furina nữa, một cái nữa. Hai gaming. Cái tôi cần là hai Furina. Trời ơi. Cái tích à. Bây giờ thì còn 120 thì mình nghĩ là sẽ ra thôi. Không sợ lệch phát nữa lắm. Bây giờ sợ là không còn gì cho say win thôi. Tại Noel. Cái trưởng. Bãi trưởng. Bãi trưởng. Wow. Áo thật đấy. Wow. Còn 60 anh em ạ. Khả năng không có đồ cho Sao Win rồi. Wow, khó vãi cứt. Hai gaming. Đồ vàng éo thích vui luôn ấy. Thề. Cái này mà lệch nữa thì đen lắm này. Bây giờ thì còn 120 thì mình nghĩ là sẽ ra thôi. Sẽ ra thôi. Sẽ ra thôi. Má ơi luôn.
Má ơi luôn. Má ơi. Má ơi nổi ạ. What the fuck. Em ấy đùa thế. Còn gì cho Saiguin nữa. Ừ đúng là nổ ba vàng thật. Mẹ hai lệch. Chơi thì eo được. Có. Điểm này eo cho mình mẹ Fruina rồi. Cống hiến nốt đi anh em. Hết cái đổi rồi. Đốn lẻ vậy. Ok. Mới phát vào cùng này. C2 này. Da vàng này. Bây giờ chuyển da vàng hoặc là sẽ ra Fuina. Chỉ sống 10 cái này nó không da vàng thôi. Vàng nhá. Đùa. Đùa. Uầy, vậy từ nãy giờ Rosaria, Noel, Gaming, chắc mẹ C6 mẹ luôn hết rồi ấy. Ê trưởng. Không để một tí nguyên thạch nào cho Tiger Win luôn. Mà lại còn được ra mỗi một Furina. Ê. Ai còn 5 cái cho phát nữa nhỉ? Cái lẻ ra luôn đấy. Có cái lẻ ra luôn đấy. Da tím ạ, ôi mẹ một cái vẫn da tím được, nể vãi. Linette, không sao, từ giờ đến cuối phiên bản chắc là ok mà gì, từ giờ đến cuối phiên bản chắc là ok thôi, không sao đâu. Từ giờ đến cuối phiên bản mình tích tầm khoảng 10 ron nữa, 10 ron nữa chắc được, 20 thì 20 cho an toàn. Chúng sắp ra rồi thế, mẹ ngoài tôi tính vẫy trưởng ạ. Ê. Đen thế là cùng. Em nổ cả đây ra ngồi cả dưới lúc ạ. Em ơi chơi thế. Ủa thấn vui nào thôi mẹ. Thế thì mẹ theo tình hình này nếu mà muốn C6 mẹ chắc mẹ phải tổng khoảng 600-700 ron mất. Ok, mong rằng cái sự đen đủ này của mình thì sẽ gọi là nha, mang lại vận may cho mọi người. Bởi vì Furina lần này là lần gọi là cuối cùng cô này xuất hiện trong banner ở cái lúc mà Fontaine đang diễn ra nhé. Còn sau này thì không biết là phiên bản nào sẽ có Furina nữa thì không biết. Ok chưa? Rồi. Để bộ video tiếp theo nha. Cày vẽ ổ.